Dạ, con xin chào các cô ạ. Hôm nay á là con về mẫu quần lỡ mà tay cánh tiên á. Mấy hôm gài có mấy cô hỏi con á là bông hoa nhí tay cánh tiên còn không. Thì hôm nay con có về á các cô. Giá con thì vẫn là 75.000 hả các cô? Quần lỡ tay cánh tiên giá 75.000 ạ. Giờ con lên mã số 1 ha các cô. Mã số 1 bông hoa nhí ạ. Dạ đây, hình như là xa quá. Dạ, hoa nhí. Để con chỉnh cái điện thoại con lại. Con mở ra ha. Con mở ra. Con dơ màu cho các cô lựa ha. Con dơ màu cho các cô lựa. Dạ, mã số 1, size số 3, bông hoa nhí. Bông chiến này quá xuất sắc luôn á các cô. Bông chiến này quá xuất sắc luôn ạ. Màu nâu ạ, màu nâu. Con mặc thử ha, con mặc thử. Size 3. Dạ, size 3. Size 3 thì là 55kg ha. 55-57kg vừa. 55-57kg. Dạ, vừa ạ. Cái nó dạ nó không có hở lắm. Nếu mà con thì con cũng thể mặc size 2 được, nhưng mà con trừ thao là cái vải này nó sẽ bị gút á các cô. Nó sẽ bị gút nhẹ với cái các cô là cái phần dòng 2 á, có nhiều cô là sẽ hơi to hơn con, cho nên đó là con trừ hao ạ. Con trừ hao cái vòng 2 ạ, nên là các cô tầm khoảng 55 57 kg, nhưng mà cái vòng 2 hơi to thì các cô lấy size 2 giúp con. Ê, con xin lỗi, lấy size 3 ạ. Lấy size 3 giúp con ha. Lấy size 3. Quần thì quần lỡ. Quần lửng để con mặc thử nha. Dạ, qua đầu gói ha các cô, qua đầu gói ạ. Này chắc khoảng 6 tấc rưỡi. Dạ, quần lửng ha. Quần lửng con có giá là 75.000 ạ. Mã số 1, mã số 1. Mã màu số 1 ha các cô, size 3. Mã số 2, mã số 2 là một màu. Cái này là ở ngoài nó là một màu nâu á cô. Màu nâu nhạt, nhưng mà bên trong hình nó nhìn như màu tím á nha các cô. Mã số 2 của con, mã số 2, size 3. Mã số 3 của con mới là màu tím ạ. À. Màu này là màu tím ạ. À. Màu tím. Dạ, mã số 3. Mã số 3 là một màu tím. Ở đây nó có một cái cổ rất là đẹp ạ. À. Cái nơ. Nơ nhỏ nhắn. Có hai cái túi hai bên. Mã số 4 của con là một màu xanh dương. Con like màu, các cô chọn màu và nói size thì con lấy size cho các cô ạ. À. Mã số 4 của con là một màu xanh dương, màu xanh da trời. Màu xanh da trời ạ. À. Mã số 5 của con là một màu vàng. Màu này đẹp quá. Để con mở ra ha. Màu vàng đẹp quá. Dạ đây. Dạ. Cái nền thì nền màu vàng, nhưng mà bông thì sẽ có bông bông khác ạ. À. Bông nó nhiều khi nhiều mẫu á, thì cái nền màu vàng, nhưng mà nó có thể là bông bông hoa cúc hoặc là bông hoa hoa mai, hoặc là đại loại là nó cũng tựa giống nhau hết cô. Bông này thì nó màu đỏ, có nhiều nền thì bông màu xanh. Dạ, nhưng mà cái nền thì vẫn là màu vàng hết các cô. Dạ. Dạ đây. Quần lỡ ạ, à. Quần lỡ. Mã số 5 ha các cô, mã số 5 của con là một màu vàng. Mã số 6 con là một màu tím, nhưng màu tím này thì nó nhạt hơn hồi tím hồi nãy. Tím hồi nãy thì nó sậm, tím này thì nó nhạt hơn ạ. À. Màu tím. Mã số 7 của con là một màu xanh dương đậm ha, màu xanh dương. Dạ. Đậm hơn, màu này cũng đẹp. Màu này đẹp, mặt màu này nhìn mặt lên nhìn mặt da sáng lắm á các cô. Nó sạch, màu này nhìn sạch nè. Sáng. Dạ. À, cái bộ con đang bật á, con đang bận. con nói lẹo lưỡi. Dạ, cái bộ con đang bận là size 3.
nhưng mà là 55 57 kg, do là con có trường heo cho vòng 2 á, vòng 2 các cô là nếu như mà cô nào mà vòng 2 mà nhỏ thì có thể mặc size 2 được, còn còn vòng 2 mà hơi to á, thì các cô lấy size 3 ha, 57 kg, con cao 1m6 à. Size số 5 của con thì chắc 70 kg mặc vừa con, 70 kg. Này là size số 5 ạ. À. Này size số 5 ạ. À. Dạ, size số 5. Dạ, cái quần. Tay cánh tiên ha các cô, tay cánh tiên rất là dễ thương, hoa nhí rất là dễ thương ạ. À. Nó là size số 5, mã số 7 màu xanh. Con dơ màu các cô chọn màu rồi con chọn size. Size thì con nói sao ạ? À? Màu này là màu màu hồng. Màu hồng này không không màu hồng sậm chứ không có tươi lắm đâu ạ. À. Màu này hồng nhu mặc các cô mặc cũng được ạ, à, màu hồng. Đây đây, màu của màu hồng tay cánh tiên. Rất là đẹp ạ. À. Dạ. Mã số 8 ha các cô, mã số 8. Mã số 9 là một màu vàng chanh. Màu này nè, giống như hồi nãy con nói á, là bông bông thì có thể khác ạ, à, nhưng mà này màu vàng, nhưng mà bông khác này các cô, màu vàng bông khác. Còn hồi nãy mã số 5 của con nó là bông cũng một khác ạ. À. Cũng là màu vàng luôn ạ. À. Mã số 9 ạ. Mã số 10 là một màu xanh lá cây. Dạ, màu xanh lá cây. Mã số 11 là màu xanh sậm ạ. À. Xanh nâu mà này. Dạ đây. Đây là size 4. Size 4 thì tầm khoảng 65 kg, 65 kg ạ. 65 kg. Dạ đây. Một bộ của con là có giá 75.000 ha các cô. Một bộ để con mặc thử. Con mặc thử size 4. Con mặc thử cầm thêm một cái áo nữa thì coi cái khoảng độ rộng của nó. Mặc như vậy thì nó không. Để con xin phép con cỡ nha. Size 3, size 4. Đây là size 3. Cái tà áo thì nó dài, cái bên hông thì nó bự hơn cỡ xíu rồi con, nó bự hơn khoảng bao nhiêu à? Dạ, là nó bự hơn khoảng bao nhiêu? À, chắc cỡ 5 phân quá ta, 5 phân. Dạ đây, à, là chắc tầm khoảng con trừ hao ha, con trừ hao là 65 kg, 65 kg ạ. À. 11 mã cho 11 màu giá 75.000 ạ. À. À, đi 3 bộ thì con phi ship ạ. Dạ, quần dài. À, này là ton hai da các cô, ton hai da quần lửng. Giờ con lên quần dài của con. Quần dài của con là à, có giá là 80.000 thôi các cô, 80.000. Dạ. 80.000 quần dài ạ, à. Cũng là ton hai da luôn hết các cô. Chắc vải thì các cô khỏi khỏi chê, các cô đã biết rồi, con đã bán được cũng hôm nay là cũng gần 1 tháng rồi ạ. À. Hôm nay là con bữa nay là 14 15 con bán là bắt đầu 16 là con bắt là cũng được 1 tháng rồi các cô. Dạ. Con bán được 1 tháng rồi. Quần dài con có giá là 80.000 hả các cô, ba bộ thì con phi ship ạ. À. Ba bộ thì con phi ship ạ. À. Dạ, size 3. Size 3. Tay ngắn ạ, à. Tay ngắn quần dài. Quần dài tay ngắn size 3. 14 ạ, à. 14 là một màu hồng cam.
Đấy đây. Rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Nhìn dài 15 ạ. 15 là một nâu xanh đen, bông hoa hồng xanh đen ạ. 16 của con, 16 của con là một nền bông màu cam. Dạ. Đó là 5 mẫu quần dài ha. Con xin nhắc lại là quần lửng của con tay cánh tiên là con vẫn bán giá 75.000 một bộ. À, quần dài tay ngắn thì con có giá là 80.000 ạ. À, các cô mua 3 bộ, 3 bộ thì con phi ship ạ. À, con bán đây cũng là gần 1 tháng rồi cho nên là các cô cũng biết là chất liệu vải của con như thế nào á. À, dạ. À, con bán đồ là hàng là uy tín, là con đem hàng chất lượng lên hàng đầu nên là các cô cứ yên tâm ạ. À, con xin phép xuống like tại đây ạ. Con chúc các cô có một buổi tối thật vui vẻ ạ. Con xin chào và hẹn gặp lại ngày mai ạ.